Xin chào bạn đang quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây. Hôm nay thì mình đang có đây đó chính là hai sản phẩm smartwatch có thể gọi là sánh ngang hàng với Apple Watch các bạn ạ. Đó chính là về mặt chức năng cũng như là những gì nó mang lại. Như bạn đã biết rồi, nếu như bạn sử dụng iPhone thì chắc chắn Apple Watch chính là cái sự lựa chọn tốt nhất. Còn nếu như bạn đang sử dụng như mình những chiếc điện thoại Samsung như là chiếc Samsung Galaxy Note 10 như này thì chắc chắn là không thể bỏ qua hai cái mẫu smartwatch này. Thì đó chính là sản phẩm Galaxy Watch Active. Ở đây mình đang có hai phiên bản, một là phiên bản bằng nhôm có cái hộp nằm bên phải ở đây và một là phiên bản bằng thép cao cấp nhất đang nằm bên trái ở đây có mức giá đâu đó là 9.990.000 đồng các bạn ạ. Và chi tiết hơn về mức giá của hai sản phẩm này, bạn có thể tham khảo đường link dẫn đến trang web của Di Động Việt ở phần mô tả video nhé, để có mức giá tốt nhất và sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi khác nhau. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau mở hộp và đánh giá nhanh về hai cái sản phẩm này để xem là nó sẽ có những gì hay và khi kết nối với Samsung thì nó sẽ làm được những gì nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành mở hộp với cái phiên bản bằng nhôm trước nhé. Với phiên bản bằng nhôm thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ hơn. Và khi mở ra thì ở bên trong phụ kiện của nó cũng không có cầu kỳ lắm đâu. Các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ ở phía trên này. Và cái hộp này thì chúng ta sẽ có ở bên trong, đó chính là một vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất căn bản của chiếc Samsung Galaxy Watch Active này. Và mình tin rằng là nếu như bạn nào sử dụng cái smartwatch này lần đầu thì chúng ta nên đọc qua cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này nhé. Còn cá nhân mình thì mình cũng tự mò cho nó thích chứ không muốn đọc qua hướng dẫn sử dụng lắm. Ngoài ra thì bên dưới của cái sản phẩm Galaxy Watch Active phiên bản 44mm nhôm này thì chúng ta sẽ có chiếc Galaxy Watch Active ở đây. Ngoài ra các bạn sẽ còn có một cái hộp. Đấy, cái hộp này thì ở bên trong các bạn sẽ có đó chính là cái dây sạc của chúng ta. Dây sạc này chúng ta có thể dùng chung cái bản nhôm cũng như bản thép đều sử dụng được nhá. Đó. Và đó chính là tất cả phụ kiện có trong cái phiên bản 44mm bản nhôm. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với bản 44mm bản thép. Và bản thép thì chúng ta sẽ có một cái hộp dài hơn, to hơn và mình sẽ kéo từ trên là có thể là mở được cái hộp của sản phẩm này. Bên trong các bạn sẽ có rất nhiều ngăn. Ví dụ như là mình có ở đây đó chính là ngăn đựng sợi dây này. Sợi dây này là sợi dây da như các bạn, trông khá là xịn sò. Tuy nhiên thì mình có mượn của anh bạn này đeo một phần thời gian khá là dài rồi. Chính vậy các bạn thấy rằng là cái phần da này nó đã bắt đầu xảy ra tình trạng bị sần sùi lên một chút, nhưng mà nó không bị bong tróc đâu nha. Nó chỉ là hơi bị xấu xấu một chút thôi, không được đẹp như là khi nguyên hộp. Đấy, đây là cũng cái điều đương nhiên của những sợi dây da rồi. Và các bạn sẽ có ở đây đó chính là cái hộp của chiếc sản phẩm Samsung Galaxy Watch Active 44mm của chúng ta. Và với cái hộp này thì bên trong đương nhiên các bạn sẽ có cho mình cái smartwatch ở đây. Ngoài ra thì cái hộp này chúng ta sẽ không có gì cả nữa các bạn ạ. Đúng rồi, không có gì cả, chỉ đơn giản là cái hộp thôi. Và mình sẽ lấy cái sản phẩm Samsung Galaxy Watch Active 44mm. Đấy, đây là bản được làm từ thép, nhìn nó rất là cao cấp. Và ngoài ra thì bên dưới mình sẽ có hai hộp phụ kiện khác. Một hộp là chắc chắn là hộp sạc. Mình sẽ lấy cái hộp sạc này ra. Và bên trong này thì chắc chắn các bạn sẽ có cho mình một cái sợi dây sạc rồi. Tiếp đến thì ở bên dưới thì bạn sẽ có một cái hộp khác. Cái hộp này thì bên trong sẽ đựng đó chính là sách hướng dẫn sử dụng tương tự như là bản Watch Active 44mm bản nhôm vậy. Đó, rất là nhiều các cuốn sách hướng dẫn sử dụng khác nhau. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với hai sản phẩm chính của chúng ta trong video ngày nay. Đó chính là sản phẩm Galaxy Watch Active bản 44mm nhôm cũng như là bản 44mm thép nhé. Nói chung là về cái sự khác biệt thì chúng ta chỉ có khác biệt về cái thành phần cấu tạo của sản phẩm này thôi. Khi mà sản phẩm 44mm bản nhôm thì chúng ta sẽ được làm từ nhôm và dây silicon. Còn với bản 44mm bản thép thì chúng ta sẽ được làm từ thép cũng như là cái phần dây của nó sẽ được làm từ chất liệu dây da. Và mình sẽ bỏ qua cái bản thép này đây, chúng ta sẽ tập trung review về cái bản nhôm này trước. Vì là bản nhôm này thì mình mới đeo vừa, còn với bản thép thì khi mà đeo vào ấy thì mình thấy rằng nó sẽ hơi rộng một chút. Và mình khuyên các bạn là nếu như bạn nào tay nhỏ thì chúng ta chỉ nên mua với bản 40mm mà thôi. 40mm thì nó sẽ phù hợp với lại đại đa số người dùng của chúng ta hơn. Và đeo nó sẽ phù hợp với cả những chị em phụ nữ. Đấy các bạn thấy không? Khi mình đeo bản 44mm này, kể cả bản dây silicone cũng hơi bị rộng một chút. Đó, hơi bị thồng thành. Và mình sẽ gài vào. Rồi, nói về cảm giác đeo thì cái sợi dây đến từ sản phẩm Galaxy Watch Active bản nhôm này thì nó sẽ cho một cái cảm giác đeo rất là thoải mái. Cảm giác nó gần như là Apple Watch vậy các bạn ạ. Và về phần mặt đồng hồ thì chúng ta sẽ có hai size, đó chính là size 40 cũng như là size 44. Và chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ tròn các bạn ạ. Tương tự như là Watch Active năm ngoái. Tuy nhiên thì nói về phần thiết kế thì chúng ta sẽ có một sự số thử khác biệt, như là cái phần viền của cái màn hình này chúng ta sẽ có đôi chút là mỏng hơn so với bản Watch Active 1. Và như bạn đã biết rồi, Watch Active 1 thì chúng ta không có cái viền benzen xoay xoay như này. Còn với bản Watch Active 2 chúng ta đã có một cái viền benzen. Đây là một trong những điểm nó xuất hiện và nó mặc định có trong những cái mẫu Gear S thời xưa. Và bây giờ Samsung đã mang nó quay trở lại các bạn ạ. Và với cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những thứ hay ho mà mình cũng muốn nói cũng như là chia sẻ luôn cho bạn. Đó chính là với cái sản phẩm đồng hồ này, chúng ta có thể hỗ trợ kết nối cho cả Android và iOS. Nhưng mà với khi kết nối với hệ điều hành Android ấy,
À vâng, và một cái điểm mình muốn chia sẻ với bạn về chiếc đồng hồ Galaxy Watch đặc tùy này, đó chính là chúng ta có thể hỗ trợ kết nối luôn cả Android cũng như là iOS với ứng dụng là Samsung Galaxy Watch. Tuy nhiên thì khi các bạn kết nối với iOS thì chúng ta sẽ không thể nào nhắn tin được, còn các bạn kết nối với điện thoại Android thì chúng ta có thể là sử dụng full chức năng của nó, từ nghe gọi này, nhắn tin này, cũng như là đọc và trả lời tin nhắn trên cái đồng hồ Samsung Galaxy Watch này. Đó, thì đây chính là những cái điểm mà giới hạn giữa hai hệ điều hành Android cũng như iOS. Và đặc biệt là khi các bạn kết nối với lại dòng điện thoại từ nhà Samsung nữa thì chúng ta sẽ còn có nhiều chức năng hay ho hơn. Cá nhân mình thì mình chưa trải nghiệm sâu về sản phẩm này thì mình chỉ sẽ chia sẻ sơ là như vậy thôi. Rồi, còn nói về mặt đồng hồ thì với sản phẩm Samsung Galaxy Watch đặc tùy này, chúng ta sẽ có một cái kích thước màn hình là 1,4 inch. Chúng ta sẽ có độ phân giải là 360x360 pixel các bạn ạ. Và cái mặt đồng hồ chúng ta sẽ được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass DX, một trong những cái loại kính cường lực dành riêng cho những loại smartwatch của nhà đồng hồ thông minh như thế này. Và hơn nữa thì với lại cái màn hình của sản phẩm Samsung Galaxy Watch Active thì nó sẽ sử dụng cho mình cái tấm nền đó chính là Super AMOLED. Chính vậy các bạn thấy rằng là khi mình chuyển qua những cái mặt đồng hồ màu đen thì nó sẽ cho một màu đen rất là sâu và gần như là cảm giác nó phun viền vậy. Đây, ví dụ như là mình chuyển qua cái mặt đồng hồ này thì các bạn không thể nhìn thấy được là cái viền benzen của nó ở đâu và cái màn hình hiển thị của nó ở đâu. Đây là một trong những điều mình thấy rằng rất là hoài ho trên những cái màn hình OLED cũng như là AMOLED vì cái độ sâu của màu đen như vậy. Và hơn nữa thì về phần cấu hình thì với chiếc Samsung Galaxy Watch Active này thì nó đang chạy cho mình con chip Exynos 9110, một con chip dành cho smartwatch đến từ nhà Exynos. Và chúng ta sẽ có 1,5GB RAM cùng với 4GB bộ nhớ trong nha các bạn, có thể là cóp nhạc cũng như là sử dụng những tác vụ khác nhau. Và với 1,5GB RAM cũng như là con chip 9110 thì mình thấy rằng là nó sẽ cho những cái độ phản hồi rất là nhanh. Đấy các bạn thấy này, khi mình vuốt cái vòng benzen này nó phản hồi cực kỳ là nhanh luôn. Và nói về mặt phần mềm thì với sản phẩm Samsung Galaxy Watch Active này thì nó đang chạy cho mình cái giao diện là Tizen OS nha các bạn, chứ không phải là Android Wear hay là những cái hệ điều hành khác. Và chúng ta sẽ có thể làm được rất là nhiều thứ hay ho ở đây. Và ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái mục sức khỏe để đo được lượng calo tiêu thụ này và lượng hoạt động vận động trong ngày hôm nay, ví dụ như là 2 giờ. Và mình có thể xem được thời gian ở cái mặt màn hình chính. Trong cái mặt màn hình chính thì chúng ta sẽ nhấn giữ trong vòng 3 giây thì nó sẽ ngay lập tức cho chúng ta có thể thay đổi được rất là nhiều mặt đồng hồ khác nhau ở đây. Và nó sẽ có luôn cái on-wear on display. Chính vậy thì đây là một trong những điểm cộng về chiếc Samsung Galaxy Watch Active này. Rồi còn về dung lượng pin thì với sản phẩm Samsung Galaxy Watch Active này chúng ta sẽ có dung lượng pin là 340mAh các bạn ạ. Và thời gian sử dụng của chúng ta chỉ là hơn 1 ngày mà thôi. Và với công nghệ sạc thì với chiếc Samsung Galaxy Watch Active này chúng ta sẽ không dùng sạc chân kim hoặc là những cái sạc chấu kết nối ở phía sau như là những cái đồng hồ khác, mà chúng ta sử dụng công nghệ sạc không dây. Đấy, với lại cái đế sạc tặng kèm, hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn với những chiếc Samsung Galaxy Note 10 và sử dụng với lại cái chế độ đó chính là sạc ngược. Bây giờ thì mình sẽ thử bật chế độ sạc ngược các bạn xem nhé. Đây, các bạn chỉ việc bật chế độ sạc ngược không dây thì nó sẽ ngay lập tức có thể là sạc được cho chiếc Samsung Galaxy Watch Active này một cách rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc đặt lên thôi. Đấy, ngay lập tức thì nó đã báo sạc. Rồi, và như vậy thì mình cũng đã mở hộp và trên tay các bạn về hai sản phẩm smartwatch đến từ nhà Samsung có tên là Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm nhôm và 44mm thép. Thì cá nhân mình thấy thì với bản 44mm nhôm thì nó sẽ không có cứng cáp, không có chắc chắn bằng bản 44mm thép, vì với bản nhôm thì chúng ta có thể là dễ dàng móc méo ấy. Nó sẽ tương tự so với bản Apple Watch nhôm của nhà Apple Watch thép vậy. Mức giá thì nó chênh khá là nhiều, tầm 3 đến 4 triệu thì bạn sẽ chọn cho mình bản nhôm hay bản thép. Còn về khả năng kết nối thì mình thấy rằng là đây là một trong những cái smartwatch có khả năng kết nối đa dụng, kết nối được tốt với những chiếc điện thoại Android cũng như là kết nối được với cả iOS. Chúng ta có thể làm rất nhiều thứ như là nghe gọi, nhắn tin, rồi là các chế độ luyện tập thể thao khác nhau. Và các bạn nghĩ gì về hai sản phẩm này thì các bạn đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn nào quan tâm về giá bán của hai sản phẩm này thì có thể đến ngay với hệ thống của Di Động Việt.